thấp hơn giá so với mình mua. Và viên kim cương của mình là mình mua ở Vương quốc Bỉ, ở thành phố Kim Cương, thành phố Antwerpen. Nó là 2,05 carat, mình tính chính lại. Và cái cà giá của nó là làm bằng vàng trắng. Hồi nãy mình nói lộn là bằng bạc. À, ông cháu chở ghê luôn. Cái con người ta đi mua chiếc nhẫn á, người ta phải biết được cái giá trị của cái đồng tiền đó, người ta mua là nó bằng vàng trắng hay là bằng bạc. Không bao giờ người ta nói lộn được, trừ khi mà đi mượn chiếc nhẫn của vợ mày hay là của em mày đó là bằng bạc thiệt. Cái đó là màu đục đục, đó là màu bạc, hiểu không? Còn cái cháu của kim cương á, mà khoảng độ, người ta nói thẳng một điều luôn, cái cháu có khoảng 5 ly 4 trở lên thôi. Cái cháu á nha, mà để làm á khoảng 5 ly 4 thôi là cái cháu nó đã làm đã khác rồi, cái cạnh nó đã làm nó khác rồi, nó chắc chắn như thế nào rồi. Còn cái này mày nói lúc đầu này mày nói là 2.5 carat, 2.5 với phải chấm hai cân nặng 2.5 với cân nặng mà 2.05 là nó khác nhau nha mày. Bây giờ mày cháu trở lại, bây giờ mày nói nhẫn này bằng trắng, đúng là thiệt luôn á. Mấy người nào mà chắc đang tức mày, đang ghen, đang tức mày hoặc là đang giống như là không thích mày á, là chúng kế mày ngay liền à. Đối với tao, tao nhìn mày quá má, một cái cách thức giống như y chang của Lê Thị Miễn, giống như cơ quý nói sai này kia để cho tao vô tao tranh luận, giống như chiếc nhẫn như đó. À, nó nhìn vô cái chiếc nhẫn của nó không đó, đó, nó nhìn vô chiếc nhẫn của nó là nó có cái đốm trên nó cố ý nó để cho mọi người thấy cái đốm để soi nó, để chửi nó. Còn vấn đề đơn giản là mày lấy quần què về cho mày đi quảnh mày mua được, mày nói tao hay vậy hả? Hỏi mày nói tiền bạc này kia nọ, mày biết cái ngân hàng Thụy Sĩ nó làm gì không? Bao nhiêu ngàn tỷ mày muốn cái gì mày bỏ vô đó, mày muốn làm gì đó, nó là trung gian đó, nó muốn làm gì nó làm cho mày coi. Đơn giản là mày má được má, ghê tao mắc cười giá mang luôn, thiệt luôn. Má lớn đầu mà làm tối ngày làm cái chuyện kiểu này là không có thua nha. Làm gì có đạo đức chút xíu. Mình đơn giản người máu đỏ da vàng Việt Nam mình không à, mình phải binh vực lẫn nhau chứ mình được. Cần có solo cũng là trên xương máu của mà những người đó bán khóa học này kia nọ. Mà bán khóa học này kia nọ dạy giúp người ta thành công thì càng tốt. Còn nếu chủ yếu là kiếm tiền trên ba cái nền tảng mà quảng cáo ba khóa học này kia nọ là đúng lắm. Tôi thiệt với ông luôn nhé. Còn vấn đề kim cương á, kim cương thật á, ở trên á nhìn thẳng xuống dưới á là chỉ thấy những cái khía cạnh thôi, những cái khía của kim cương thôi chứ không có thể nhìn thấy tới đáy như vậy đâu. Hiểu không? Thứ hai nữa, nó có nhiều rất là chột nước màu, ví dụ như nước xanh, nhiều khi nhiều viên kim cương nó hơi vàng vàng chút xíu nữa là nó nhiều thỏi, thì loại giống như nó mới phân biệt được là S1 hay là S2 đó. Rồi bọt hay là than, hay là nó bị cái giống như nó bị bọt ở trong á, bị đục ở trong á, chính giữa ở trong á. Một ông nhìn từ ra trên nhìn xuống dưới thấy đáy luôn là kim cương gì. Ông quá ông cháu chở quá à, thiệt luôn á. Tôi mới xem ông có như 3-4 cái clip gì à. Rồi tôi nhìn ông, tôi nhìn còn ra ông nữa, ông nhìn ông tào lao chết mẹ luôn. Ví dụ những người nào á mà hồi đó giờ mà có đã học khóa học ông rồi á, là những người đó đơn giản phải xem xét lại ông nha mọi người. Phải để coi ông lại nha. Rút ra sớm càng tốt càng sớm. Tốt.